Phòng khám phụ sản hiếm muộn Happy Mom hân hạnh kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ khám chữa bệnh về sản phụ khoa, vô sinh hiếm muộn uy tín, chất lượng, được Sở Y tế Ninh Bình cấp phép, đã và đang nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của đông đảo chị em trong và ngoài tỉnh. Phòng khám sản phụ khoa hiếm muộn Happy Mom chuyên khám và điều trị bệnh sản phụ khoa, khám thai, theo dõi thai định kỳ, thực hiện siêu âm 5D phát hiện sớm dị tật thai nhi, chẩn đoán đái đường thai kỳ, cấy que tránh thai dưới da, khâu vòng eo cổ tử cung, đặc biệt khám, tư vấn và điều trị hiếm muộn bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Phòng khám Happy Mom cộng tác với Bệnh viện Trên Hà Nội làm thụ tinh trong ống nghiệm, sàng lọc và truyền phôi. Happy Mom là nơi quy tụ đội ngũ bác sĩ y khoa nhiều kinh nghiệm, có trình độ kỹ thuật tay nghề cao, hiện đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, luôn tận tâm tư vấn chính xác, đúng bệnh, đúng phương pháp cho bệnh nhân về nguyên nhân gây bệnh, cách chữa trị và biện pháp phòng ngừa thích hợp. Phòng khám được đầu tư trang thiết bị hiện đại, cơ sở hạ tầng tiện nghi, sạch sẽ, thăm khám, tư vấn và điều trị được đảm bảo trong một không gian lịch sự, thoải mái và thân thiện. Hoạt động với phương châm sáng y đức, vững chuyên môn, vuông tròn hạnh phúc, Happy Mom cam kết mang đến chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả. Mô hình khám chữa bệnh khoa học, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa chi phí cho khách hàng. Phòng khám làm việc với các khung giờ như sau: các ngày trong tuần từ 17 giờ đến 20 giờ, thứ bảy và chủ nhật từ 8 giờ đến 20 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, vui lòng liên hệ hotline 089 999 2020, địa chỉ số 9 ngõ 254 đường Lê Thái Tổ, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. Happy Mom, nơi bạn gửi chọn niềm tin.